Hai cả nhà, hiện nay mình đang ở quán bánh xưa. Nhìn dễ thương, mình cứ gánh dễ thương cho mình sẽ chuyển qua bên đây. Quán này bằng đêm bán đắt lắm nè. Quán nhậu thì vô trong nữa có quán nhậu, cũng là tên quán bánh xưa luôn. Có hôm nay trời nắng bắt trời luôn, bữa nay nắng quá. Canh chua cá gì nè, cá hú á cả nhà. Cái này là 15 đô nè, 15 đô xin thì mời mọi người nha. Xin ta chết chút xíu 15 đô mất. Nhưng mà chị ta chết chưa ăn hai cái này là 30 đô, hai món 30, cái này món 15 đô cái hố. Nhưng mà chị ta chết chưa. Lực quá. Giờ quay qua đây để quay kia nhìn thấy mấy cái người khách kia. Khách đó là khách Hàn Quốc. Xin mời cô chú anh chị và các bạn ăn cơm. Xin cho chết xin. Kêu 200 cơm. Cay quá. Ăn chút gì hả cúng á. Đợi cỡ 15 phút rồi. Chị ta chết xin mời mọi người ăn nha. Việt Nam rồi lâu mới đi lên đây ăn, đi làm hoài đâu có thời gian cả nhà.
thố bự. Có cái này mình mua không? Nhưng mà mua online á, phí có hai mấy đồng. Đây là mì, mì, mì. Xin mời cá hú, xin cá chép. Là 15 đô. Bữa 26 cây là mình đi làm công việc mới. Có sự lưu không? Cho xin là cung. Có số phẩm. Cho xin là phó tập trung. Trời đây nắng nóng.
quán này là quán tên Gánh Xưa. Lâu lắm mẹ ơi. Cái quán này là tên Gánh Xưa. Gánh Xưa à, ở đường Vệ Lăng. Đường Vệ Lăng Lô Long 15 nha mọi người. Đường lỗ lớn cả nhà, lỗ lớn đi xe 100 là lại đi được từ Serangoon á, mình đi xe 100 là đi được.
cá 15 đô. Cá con hả? Để mua về cho nhóc lớn nè, mấy đứa con mình nó ăn. Hàng Việt Nam á mà mình giơ tay gì người ta không biết rằng mình phải tiêu, ở nhà hàng nó lo là mình giơ tay gì là người ta hiểu rồi, chạy lại rồi. Nó là mình làm sơ tiết á, mình làm bồi bàn á, mà khách giơ tay là mình phải chạy lại đó, không cần lên tiếng nữa. Cơm hả? Ừ, kể đi. Cơm trắng. Chị cơm trắng thì tưởng là nước cam. Mình bán cả lấy luôn, ăn bún mà sợ thấy nó không ngon, bún này nó nguội. Em cơm với bún cải nguyên gấp có hai đủ. Kho y gan như là miền Tây kho luôn cả nhà. Nó béo béo mà nó thơm, nó ngon, nó ngọt ngọt mặn mặn, nó cay. Kho đây ngon chứ. Là một năm ốm hết 6 kg.
làm quá sức đó. Khoảng nghỉ 6 ngày, nghỉ tuần. Ở nhà bệnh, nghỉ tuần lễ. Mập định ký. Mập định ký đâu? Chị mà nấu nếu mà nấu canh chua á, mà mình để bông súng không có không? Có bông súng không? Có bông súng. Ê, không mà bông súng em chờ cũng hết thì chị. Đừng chủ không luôn. Hết luôn, ít còn ít không? Không miếng nào luôn. Dạ. Cái này có bông súng này. Dạ, cái con ít. Tại hết rồi, nó có đi mà có đi có bán hết. Bây giờ mới điện làm chủ mua chiều cũng có. À, chiều mấy giờ? Em cũng biết nhưng chừng nào cũng lợi rồi, em cũng biết. Để chiều chiều. Bây giờ mình đứa mình gọi. Mua cho con chị nhỏ ăn như con cúng ăn thích cái khác. Nhiều quá, cơm để nhiều mà đi ăn mà ra mồ hôi nực hết cả nhà. Kiểu gà ăn không hết đó. Trong đó có bán mì, có đủ thứ trái cây nha cả nhà. Đây các bác, cúc xoài mới ghim. Để quay cho mọi người xem mấy cái gian hàng này, để người ta lại người ta mua. Ở đây có mì, có đủ thứ, vì để em YouTube á, nhiều người không tìm ta biết. Có tóc đã. Bán đủ thứ. Nhìn thấy nhớ Việt Nam không mọi người? Đây là gánh xiêu. Cái tên wow, cái tên cả nhà thấy cái tên gánh xiêu à? Đẹp mà nực lắm, ở đây nóng, thời tiết nóng. Ê, đây mình có mua đủ thứ thập nhật. Ăn no rồi nó ngán quá nè. Mình có mua mì gói. Rồi mắm, mắm ruốc, mắm nêm. Ở đây là cốc ổi như riêng. Cốc ổi như riêng. Cốc ổi, xoài. Xoài cho chị nhỏ ăn. Ở đây là có menu phải là có menu.
đủ thứ loại.